Cái năm mẹo này, tháng 10 này nghe đệ, nó chưa gì mấy, mới có 2-3 nước thôi nha. Chứ bước qua cái thành tị rồi, nó khởi, nó bùng lên một cái, hiền đệ ơi, không để tả nổi đâu. Vì đệ tam thế chiến, bây giờ mình chỉ có tu, rồi chiều chiến chốt thời kỳ cùng cuối nha. Nhất là bắt đầu là khởi sự là cái năm mèo này nè. Nếu nói giáo lý của thầy thì nói mèo kêu bá tánh lao sao à. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, như Phật thầy ta ăn đức sĩ giả bán phai, ngài nói rõ ràng năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lỷ chuông dầm về. Như vậy thì bây giờ trước mắt mình thấy rồi đó, là hai nước bây giờ ở bên Trung Đông đó là Israel với Hamas, nó đang đánh với nhau, mà nó đánh rồi tên lửa nó phóng vô trong thành phố mà dân chết không biết bao nhiêu. Thành tử nó tới cái giờ, tới cái ngày cô bác huynh đệ ơi, gán tu, gán làm hiền, gán niệm Phật nha. Đây là cái cơ trời định rồi. Rồi đây đó nha, đó là Trung Đông nha. Thầy nói Trung Đông rõ ràng, rồi tới Biển Đông. Mà Biển Đông nó bùng lên rồi Trung Quốc đó nghe. Mà hiện bây giờ thì cô bác huynh đệ đều thấy rồi đó. Trung Quốc hiện bây giờ đó, nó đang lâm le là đủ thứ rồi, mà nó giành giật chỗ này, giành giật chỗ kia. Nó muốn gây sự, nó muốn là tranh giành rồi đó. Nhưng mà không có cái giành bà nào bằng cái giành của đất nước Việt Nam đâu nha. Coi như là tới cái ngày giờ đó, thầy nói qua liền năm nước chặt đường, qua lộ nhân giáo máu tràn thành sông, rồi mới tới đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, mới đổi cờ Nam Bang. Trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất, mới lập kỳ thượng quân. Như vậy lập đời thượng quân thánh đức vừa hồi long qua. Xin thưa với huynh đệ đồng đạo trong nước ngoài nước nha, ráng làm hiền, ráng niệm Phật nha, chứ là đòi chiều chiến chốt rồi, cái cơ tận diệt rồi. Nó vô cái vùng bảy núi là không tưởng tượng đâu. Thầy nói nó qua liền năm nước chặt đường á, mà qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Lộ dân giáo từ nhà bàn Tịnh Biên thẳng về núi Cấm là lộ dân giáo đó. Rồi đây thầy nói là 18 nước là thập bát quốc nữa. Cũ y nhiên tình duyên tham báo, đổ máu thương rơi khùng, mới nói chơi chưa ban hàng phục anh hố hò phan. Như vậy là tới vô cái dòng cuối này coi mấy là kết thúc. Vì vậy hôm nay tôi Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, nó tới cái giờ rồi, cái cơ trời định rồi, ráng tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Giờ không tới cũng hay tới nữa, tại vì nó đã vậy rồi. Thầy khẳng định luôn là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi, xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Như vậy thôi, giờ huynh Tư Hoàng xin trở lại nha, trở lại cái mệnh đề này nha. Khắp thế giới binh lương cụ túc, các nước bây giờ đó nó lo dự trữ, nó lo dự trữ lương thực đó, rồi nó lo luôn cả là vũ khí này kia nọ để nó mà nó bảo vệ cái đất nước đó. Mà vì chỗ đó mà vì vậy mà hôm nay thầy đã báo tin trước rồi, khắp thế giới binh lương cụ túc, binh là lính, lương là lương thực, và quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thành thử ra nó tranh giành với nhau, nó hơn thua, nó cao thấp, rồi đánh nước này đánh nước kia, nhưng mà rồi thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, là nhân sanh là chúng sanh, là mình đó, cô bác con đệ ơi, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Vì vậy mà hôm nay tôi Hoàng xin chia sẻ chỗ này mà để mà góp ý với cô bác huynh đệ gắng tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật. Vì cái cơ trời định rồi, cái đời cùng cuối mạt pháp rồi, có nghĩa là cái cơ tận diệt rồi. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi khắp đê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Chứ không phải nói thường gì, đây là cơ trời định. Nhưng mà phải trải qua cái giai đoạn này. Đây là nếu nói về đệ tam thế chiến là không chạy đâu cho khỏi, không đường nào chạy khỏi đâu. Mình thấy xác thật rồi. Bây giờ trước mắt ngoại đó, hồi trước Nga quýnh Ukraine, rồi bây giờ cái Hamas như Israel, bây giờ nó quýnh nhau vậy đó. Đó là Trung Đông đó. Rồi là lúc đó thầy nói là Trung Đông nó bùng lên rồi, giờ tới Biển Đông nha. Rồi Biển Đông xong rồi cái là thất sơn màu nhiệm là dùng bảy núi. Nó phải vậy thôi. Vì trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất, mới lập kỳ thượng vân. Hết Âu Tế hả? Hoặc có đoạn thầy nói mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Ông ấy thảm cho đây khổ,
là vì sao? Nó tới cái giờ rồi, rồi cơ trời định cái tuần hát này là cơ, là thiên định rồi, mà diễn cái tuần chẳng lẽ không hát? Đức thầy nó khẳng định rõ ràng nghe tuần xưa kia sắp đặt ra lâu rồi, phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, mà diễn cái tuần chẳng lẽ không hát? Vì vậy mà xin thưa cô bác, hôm nay Tư Hoàng hiểu nhiều biết nhiều, xin chia sẻ với đồng đạo hoặc huynh đệ cô bác trong nước ngoài nước, gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật trong cái thời kỳ cùng cuối đòi chiều chiến chót này nha. Vì cái cơ tận diệt rồi nó mới diễn biến ra như vậy đó, chứ còn thầy nói rõ ràng tiêu trời xa thẳm nắm quyền quay ông trời, ông ở trên trời trên tính chừng tính chính từng trời, nhưng mà quyền quay của ổng cũng khiến không đó, thành ra ở dưới này phải chịu định lực. Vì vậy mà hôm nay cô bác huynh đệ thấy rõ ràng không, thì bây giờ nó cứ đánh với nhau rồi đó. Mà nó đánh rồi, nếu mà mình ở ngoài cái chỗ mà Israel với Hamas đó, trời ơi chịu sao nổi, dòng tên lửa mà nó nhắn vô ngay trong thành phố không mà dân chết, vô một trái rồi đó là phải 3-4 cái nhà tường rụng ha. Rồi mà đâu phải một trái đâu, như pháo bông vậy đó. Rồi tại vì tới cái thời kỳ, tới cái giờ rồi nó phải vậy đó. Chứ đúng ra thầy nói rõ ràng là chiến tranh tàn khốc do nơi loài người tàn bạo gây nên. Nếu không có loài người tàn bạo thì không có này. Thành thử có, nó phải xảy ra. Như hai nữa là đệ tam thế chiến để kết thúc chiến tranh rồi. Vì vậy hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ nha. Giờ lúc này mình chỉ lo niệm Phật làm hiền thôi. Nha, gọi ăn năn thức tỉnh hoài đầu chứ không còn gì nữa để nói đâu. Tại vì cái cơ trời định mà cái màn này coi như là cái đời mạt pháp nó không còn. Thầy mới khẳng định là thầy khai sáng đầu năm 39 thầy đã nhấn mạnh hạ quân này đã hết đời rồi. Cái đời này nó không còn. Hết đời này đang dựng lên cái đời tăng dân thánh đức, thành thủ phải quy cổ diệt kim, phải tiêu diệt. Nha. Sàn qua xảy lại, hết xấu tới tốt, hết dông tới tồn. Nhưng mà đây là Tư Hoàng mới nói về vấn đề là các nước nha. Còn nhiều cái tay ách thiên cơ của trời nữa nè. Lớp nào sóng thần nè, lớp nào bão tố phong ba nè, rồi lớp nào là coi như là sụp đất. Thấy trước mắt mà bây giờ đó thì coi như chết cả mấy chục ngàn, cũng nước nào cũng mấy chục ngàn. Rồi đây dịch bệnh tới nữa. Tại vì cái cơ này nó phải vậy đó. Tình thế hôm nay nếu đủ duyên với Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ đồng đạo trong nước ngoài nước, gắng nha đòi chiều chiến chót rồi gắng gắng làm hiền gắng niệm Phật nha. Chiều qua thì hiền đệ gợi ý cái chỗ năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lị tuôn dầm về chứ gì. Tháng hợi là cái tháng mừ, mà đây là lời tiên tri của Đức Sư Giả Bán Phai, ngài nói rõ ràng rồi, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi là cái tháng mười này nè, nó vô cái dòng vô là thật sự luôn. Thì vừa qua rồi thì cái tháng mười này thì để thấy rõ ràng là hai nước ngoài nó đánh nhau rồi đó. Nhưng mà Phật nói là cả một cái thế giới chứ không nói riêng đất nước nào, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt lập đời trở lại. Phật nói cả một đàn năm mẹo, mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Mà máu đào chỉnh ghê chỉ có chiến tranh thôi. Nhưng mà lời của Đức Trần Trình tiên tri 500 mấy năm nay không di không dịch, lời của ngài không chinh. Đức Trần Trình ngài nói là lông dĩ xà đầu khỏi chiến tranh, lông là rồng dĩ là đuôi, xà là ngắn, có nghĩa là cuối con rồng đầu con ngắn nha. Rồi can qua xứ xứ khởi đạo binh mãi đề, dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Đây là lời của Đức Trần Trình. Tư Hoàng nhắc lại mà bước qua cái thình này, cái năm mẹo này tháng mười này nghe đệ, nó chưa gì mấy mới có 2-3 nước thôi nha. Chứ bước qua cái thình tị rồi nó khởi nó bùng lên một cái hiền đệ ơi không để tả nổi đâu. Vì đệ tam thế chiến, bây giờ mình chỉ có tu, có làm hiền, có niệm Phật thôi. Chứ ngoài ra mình không còn cái gì để nói chuyện đâu. Vì cái cơ trời định không có chạy đâu cho thoát lọt được đó. Nếu tất cả cô bác huynh đệ mà ngộ được cái cơ pháp này của trời Phật để mà tiết lộ cho mình, thì giờ này mình niệm Phật không còn gì nữa để nói đâu. Mà thật sự là như vậy đó. Nội cái tháng 10 ông nó khẳng định là tháng 10 mà vừa qua rồi thì vừa tới cái tháng 10 là thấy hai nước đang đánh nhau rồi. Mình đánh nhau coi như tên lửa nó phóng vô thành phố thôi, dân chết biết bao nhiêu thôi. Rồi đây đâu phải vậy, ở chỗ đó không đâu.
hết Trung Đông rồi tới là Biển Đông. Biển Đông mà Trung Quốc nó dậy rồi nha, rồi nó cắt nước châu Á, nó chơi lại Trung Quốc đó ha, thì coi như là long trời lở đất, là tối lửa tắt đèn á. Rồi bắt đầu xong Biển Đông rồi tới Thất Sơn Bầu Diêm, nó ngộ, nó tới liền à. Đức thầy nói rõ ràng, mà mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam Ban cảnh khổ cũng kề bên tai, ông ai thảm là đây khổ. Rồi tới chỗ này là thầy mới khẳng định rằng nha, thập bát quốc chư hầu giành xé, hoặc là qua liền năm nước chặt đường qua lộ nhân giáo, máu tràn thành sông. Đây là lời của Phật nha, lãnh định trời. Phật không có nói dốc đâu, nói cho chúng sanh thức tỉnh để tu, để làm hiền, để mình sống đời thánh đức thượng quân, hoặc dù họ lâu qua để nói đời. Còn đứa con nào không biết thì tới ngày giờ này là phải chịu, vào bất cứ nước nào, ở đâu cũng phải chết. Ông Ba Thới ông nói rõ ràng, nước nào nước nấy đánh nhau tầm bậy đánh nhau mà rõ ràng không. Rồi bây giờ Trung Quốc nó hâm bà Tổng thống Thái Anh Văn này, hai cái người vị này là một nước à. Thấy rõ ràng không? Còn Nga quýnh Ukraine cũng một nước chứ đâu có hai. Bởi ông Ba Thới ông nói rõ luôn, nước nào nước nấy đánh nhau, mà đánh nhau tầm bậy, rồi tầm bậy đánh nhau, nó là vậy. Như vậy hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ nha. Đại đội chiều chiến chốt có thời cùng cuối rồi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới gợi ý lên để chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước, ngoài nước, ráng niệm Phật nha. Rồi ráng cố gắng để mình làm hiền. Cho chờ đội chiều chiến chốt này khủng khiếp lắm à. Nó tới chuyện rồi, nhưng ở đây Tư Hoàng chưa nói tới. Nói đi. Tư Hoàng chưa nói tới cái chỗ mà thầy nói rõ ràng Đại Hồng Thủy nữa đó nghe. Nếu nói tới Đại Hồng Thủy, Phật thầy Tây An ngồi trên mỏ két có nước rửa tay đó. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ thầy nói mấy cây dầu tổ đình nó ngập luôn á. Nó ngập cái đọt luôn á. Bây giờ mình không tu, không hiền, không ăn năn, không thức tỉnh, không hoài đạo làm sao sống được. Và làm sao dự hội được, và làm sao qua được đời thánh đức thượng quân. Như vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước, ngoài nước, nếu đủ duyên Tư Hoàng à, đủ duyên Tư Hoàng muốn hâm nóng lại thôi, để nhớ lại rằng mình gán nha. Chứ cái chu kỳ này, cái thời kỳ này, cái cơ pháp này nó diễn ra không tưởng tượng. Bây giờ tên lửa không à, nó nhấn nút cái tới chỗ đó là bình địa đó, bình luôn á, chứ không đợi gì tới gặp nhau mà đánh mới chết đâu. Thành thử các nước bây giờ, thế giới bây giờ nó vậy đó. Cô bác huynh đệ ơi, chỉ còn niệm Phật thôi, còn làm hiền thôi. Chứ cái cơ trời, cái pháp đạo của thầy, thầy đã bày khai khắp thế giới binh lương cựu túc rồi. Thầy đã khẳng định chỗ này, khắp thế giới là binh lương cựu túc. Binh là lính, lương là để dự trữ lương thực. Để làm gì? Quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Chỗ này nó mới ngặt nè. Rồi thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, như lòng từ bi của Phật của thầy nha. Phật mà còn rơi nước mắt thấy chúng sanh chết với khổ thì mình làm sao chịu nổi, cô bác huynh đệ đồng đạo. Thôi giờ mình gán niệm Phật. Dạ thưa huynh, thì cái diễn biến kỳ 3 này thầy về là hết 7 còn 3 thầy mới về hả huynh? Thôi giờ nếu để gợi ý chỗ này để huynh trình bày cái ngày, cái đoạn, cái ngày thầy về nha. Lỡ rồi huynh trình bày luôn. Nhưng mà trước hết là huynh trình bày chỗ này nha. Thầy ra đi có ba cái lý. Cái thứ nhất là thầy nói ít lâu ta cũng trở về, thầy ra đi đó. Hoặc là nay thầy chịu lĩnh về Tây tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Hoặc là chừng nào thầy trở lại gia trung thì trong bổn đạo bóng thùng phủ xe. Như vậy thì thầy ra đi, thầy đã hứa thầy đã trở lại nha. Nhưng mà thôi ta nói cái ngày mà hôm nay để gợi ý về, lỡ cho phép huynh để bàn cái chỗ ngày thầy trở lại nha. Đây là lời của thầy chứ không phải của huynh đâu. Rồi bây giờ để nghiên cứu nha. Thầy nói vậy nè, thầy nói Bắc Nam chờ đợi cuối thìn. Cuối cái thìn là đầu cái tỵ, có nghĩa là cuối cái năm thìn là cái đầu năm tỵ. Nhưng mà chờ đợi cái gì? Thầy nói là sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Chỗ này ngộ nghe đệ. Thầy bài khai chỗ này ngộ đó. Thầy muốn hé lộ lại con cái ngay chân cái gì, cái giờ đó đó thầy giờ trở lại đó. Nếu đủ duyên là đồng đạo huynh đệ nghe nha. Không đủ duyên thôi, ở đây Tư Hoàng không dám để mà nói về quá nó xác thực. Nhưng mà đây là lời của thầy. Thầy khẳng định Bắc Nam chờ đợi cuối thịnh, mà cuối thịnh là đầu cái tỵ. Rồi sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta,
cái ngày này vi diệu lắm à. Ngày này thầy trở lại đó nghe, không trở sao được, tại vì thầy sứ mạng trời. Đức thầy nói một tay Táo Quốc an ban nước nhà dưỡng đặt nam đàn hiển vinh một mình thầy ha. Hoặc là có đoạn văn trong cái bài Lô Tô thầy nói cũ cũ y nhiên tình riêng thăm báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục. Một lời nói của thầy chỉ nói chơi thôi mà 18 nước đầu hàng. Biết sao không, huynh đệ? Ở đây là Tư Hoàng xin chia sẻ thầy lãnh sứ mạng trời nghe. Tới ngày giờ đó ở mà khùng mới nói chơi, khùng là thầy, khùng mới nói chơi mà chưa ban hàng phục anh Hố Hồ Phan. Thôi bây giờ trở lại cái đầu đề này để hiểu cái chỗ nói chơi nha. Tại vì ông Năm Chèo ổng là xấu thần á, ổng cũng lãnh lĩnh trời đó. Rồi tới chừng đó, tới ngày giờ đó đó, ổng dùng thần thông ổng biến quá là ổng lên phân trung, ổng phun lửa tới đâu cháy tới đó đó. 18 nước bó tay đó, bó tay, tại vì ổng có thần thông ngũ thông. Đức thầy nói ông Bảy ông hỏi như vậy ông nằm lại ở ngay chỗ mà hiện bây giờ đó là rồi người ta bỏ bơm sao thầy, nó bỏ bơm chừng nào ông lớn hùng đấy, tại ông có thần thông ngũ thông á, nhưng mà xấu thần xấu trời chứ không phải xấu phàm. Ông cũng có lãnh cái lệnh sứ mạng đó, nhưng mà tới ngày giờ thầy chị có một cái nha, rõ ràng luôn, thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh, nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Thầy có sứ mạng, thầy thâu lại lúc đó, thầy thâu lại là coi như lăng mã không còn Năm Chèo nữa đâu. Rồi thầy cởi lên mặt nước á, thầy mới nói cán nước bây giờ lại dỗ đầu nghiệt thú này, nó cúi đầu xuống mà nó cúi đầu xuống thầy dưng xá đầu hàng à. Thành thử ra khùng mới nói chơi chưa ăn hàng phục. Đây là cái cơ trời sứ mạng thiên định nha. Đức Quỳnh Giáo Chủ rõ ràng xác thực đó. Bởi một tay Táo Quốc ăn ban, một tay là một mình thầy. Táo Quốc là vì nước, ăn ban là vì nước nha. Nước nhà dựng đặt nam đàn hiển vinh, tới ngày giờ đó thầy nói tiếng nói một. 18 nước đầu hàng chứ đừng nói 2-3 nước. Cốc ổi này nó bình thường. Ở đây tôi hoàn chia sẻ thiệt nếu đủ duyên nghe nha. Sứ mạng trời. Như hai nữa cái tuần hát này của thiên định. Còn mình ở dưới này định không được đâu. Nhưng mà phải có cái đệ tam thế chiến. Rồi phải có cái sự chết chóc chiến tranh. Rồi phải coi như là sóng thần sụp đất. Hoặc là bão tố phong ba. Vì cái cơ trời định rồi thầy đã bài khai là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu. Nuôi dưỡng chắc chiêu cưng dữ lắm cưng. Nhưng mà tới cái giờ rồi đó thầy mới khẳng định ngày nay tận diệt. Lập đời trở lại như chữ tận là tiêu, chữ diệt là dứt, không còn đầu thai. Để anh chị lập đời trở lại là đời Thượng Quân Thánh Đức, Quy Cổ Diệt Kim. Vì vậy mà hôm nay cái tuồng hát này của thiên định, thầy là Phật lãnh sứ mạng trời để mà dựng lên cái tuồng hát này. Vì vậy mà hôm nay thầy bài khai thật đó, thầy nói thiệt không đó. Nhưng mà đủ duyên người nghe thầy, không đủ duyên thì thôi là tùy duyên. Chứ thật sự ra nội câu nói này là chính xác. Vì thầy đã khẳng định rồi, tà quái hạ nguyên khai ác chiến. Rồi mới tới ất niên bình thự cứu quân thần. Thôi bây giờ để cho huynh định nghĩa hai câu này nha. Tà quái hạ nguyên là cái đời này nè, nó khai ác chiến. Rồi ất niên bình thự kiến quân thần. Kiến là thấy, quân là tôi chúa. Lúc đó có vua có chúa nha. Đức thầy mới nói là tức thời nhị niên giai tiền định hoàng lai thượng cổ mới bình yên. Như vậy là từ đây nè, từ cái mẹo này mà tới cái dậu nha. Rồi qua đây tức thời miễn bàn. Tức thời miễn bàn là vì đời thượng cổ rồi. Nhưng mà từ đây tới cái dậu mà Phật thầy Thế An ngài cũng tiên tri luôn đó. Rõ ràng luôn nha. Đến gà về ổ dậu thì bình an. Mà Phật thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài cũng nói rõ ràng nha. Canh phia gà gáy máu đào mới ngưng. Có nghĩa là tới năm dậu mà qua nửa năm dậu á mới ngưng máu đào nghe. Tại vì qua đó tới giờ đó rồi mới tới là tức hợi nhị niên giai tiền định hoàng lai thượng cổ mà bình yên. Thì hai cái năm này miễn bàn, không nói gì đời thượng cổ rồi. Nói từ đây nè, từ cái mẹo tháng 10 này nó đi hòa dài tới cái chỗ thân dậu. Nhưng mà nhất là cái năm mùi nha. Thầy khẳng định nè, cái năm mùi này là không tưởng tượng đâu. Thầy nói vậy nè, bay hồn khiếp vía kể từ đây nhắn gửi cho ai dò chết thầy trời hạ năm dế. Thầy nói rõ ràng trời hạ là mùa hè nha.
mà tại nó khẳng định là 5G, nhưng mà bay hồ mà khiếp vía nữa. Khổ với thảm ngày nay có mấy sợ mai sao nhìn thấy bay hồn, mà tới cái năm mùi tới đây nè, chưa có nhìn mà không chừng cái hồn bay rồi chứ đừng nói. Nhưng mà đây là lời thầy khẳng định rõ ràng là trời hạ 5G chưa nữa là cái thời kỳ thầy khai sáng đạo năm 39 đó, lúc đó chưa được nữa. Nhưng mà bây giờ cái mùi này, xin thưa cô bác huynh đệ đồng đạo nghe coi chừng, cái mùi này bay hồn mà khiếp vía đó. Mà từ đây là bắt đầu khởi sự là cái tháng cái năm mẹo, mà cái tháng 10 này nó dài tới thìn, tới tị, rồi tới ngọ, tới mùi nha. Khủng khiếp lắm, không tưởng tượng. Rồi mùi thân dậu là đà là coi như là phong thần tái thế, lúc đó thôi miễn bàn. Lúc đó phép không à, địa tiên với thiên tiên à. Còn mình ngồi đây chỉ có chấp tay niệm Phật, chứ còn chúng sanh không có cửa. Tại vì thầy nói phong thần tái thế, có nghĩa là rõ ràng luôn. Thì mùi thân dậu là phong thần, mà từ đây đến mùi là coi chừng chúng sanh điêu linh nghiêng ngửa, long trời lở đất, lớp nào chiến tranh, lớp nào sụp đất, bão tố, phong ba, rồi lớp nào thôi dịch bệnh, thôi nó đủ thứ. Nhưng mà chút xíu nữa thầy về nè, 2 năm nữa là thầy về đó. Tư Hoàng dám nói luôn á, dám khẳng định luôn, là có nghĩa là cuối năm thịnh đầu năm tỷ thầy về. Mà thầy về coi chừng lúc đó là 24 hàng lưu thầy hất không à, sợ không kịp á. Tại cái bệnh dịch này nó tái phát lại đó. Mà cái bệnh dịch nó tái phát lại ghê lắm, nó ghê coi như là khủng khiếp luôn á. Vì chỗ đó mà thầy, tại sao mà cái cơ của thầy, rồi thầy sẽ biết là bệnh như vậy đó, mà thầy trở lại rằng thầy độ, thầy cứu, thầy hất không á. Thành thử có dịch bệnh này, xin thưa cô bác huynh đệ, chưa phải là hết đâu nha, nó còn trở lại à. Nội cái vừa qua rồi virus corona đó là cả thế giới này rung rinh rồi đó. 10 phần mà chết mẹ nó hết 4 rồi đó, thiệt luôn. Nhưng mà lời của Đức Chẳng Trình ngài nói rõ ràng, 10 phần hết 7 lận, chúng phải 4. Rồi còn 3 mà hết 2, còn có 1 mới ra thấy mình. Như vậy thì hôm nay xin thưa cô bác huynh đệ, nếu đủ duyên tư hoàng, ráng niệm Phật, ráng làm hiền nha. Để làm chi? Thằng mình nói đời Thánh Đức Tượng Quân, hoặc là vừa được hồi Long Hoa. Chứ còn nếu không mà ăn năn, không thức tỉnh, không hoài đầu, thì xin thưa để mà nói, không còn gì nữa để nói. Dạ. Thật sự luôn. Dạ, thưa Minh Hoàng, thì hiện giờ Trung Đông đang chiến tranh này, có phải nó đi đến cái kỳ 3 luôn không? Còn gì nữa đâu để, đó là xác thực luôn rồi. Thì thầy đã khẳng định rồi, Trung Đông, rồi Trung Đông tới Biển Đông. Mà chính lời trong kim cổ của ông ba, ông cũng khẳng định luôn, Biển Đông xong rồi tới rồi Thất Sơn Màu Nhiệm, là cái vùng bảy núi mình là vô cái gúng là rồi xong phim. Nó là vậy, tại cái tù này cơ trời đã định, phải từ Trung Đông á. Thì vừa qua rồi thì bước qua cái tháng 10 này, ông nói rõ ràng năm mẹo, tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi đó, lỵ tu dầm về mà Phật nói cả thế giới. Thì bây giờ bước qua tháng 10 thấy coi như là để thấy rõ ràng là Israel với Hamas bây giờ đánh nhau. Mình đánh nhau là tên lửa nó đưa vô trong thành phố không, dân chết biết nhiêu. Nhưng mà xong nó rồi đó nghe, rồi bắt đầu tới Biển Đông mà Trung Quốc thấy vậy nó chơi thiệt chứ không có chơi giả đâu. Mà nó chơi rồi cái khác nước châu Á không nhịn nữa. Nếu dồn người ta vào đường cùng tao phải chơi lại chứ, để phải chơi à. Biết rằng nước nhỏ đất nước Việt Nam nha, đất nước Việt Nam có nghĩa kính mày đàn anh, có nghĩa là bước đầu phải nhường mày, nhịn mày chút nha, mày dồn vô đường cùng là quất mày lại thẳng cánh cò bay. Như vậy cuối cùng rồi nó xong, như vậy nó mới tôi vô cái Thất Sơn Màu Nhiệm, là có nghĩa là 7 cái núi linh này nè đệ ơi. Mà 7 cái núi này đó nghe, cơ trời định đó, nó di diệu lắm. Có nghĩa là các nước thế giới không có nước nào bằng đất nước Việt Nam, về đây là cơ trời định. Thầy khẳng định luôn à, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao cho có Phật tiên tại thế. Hoặc là Đức Thầy nói cõi trung ương lương chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung yếu. Cái cõi trung ương này hồi trước bên Trung Ấn Độ á, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà lương chuyển là dời đổi. Mà thầy đã chỉ thẳng luôn đất nước Việt, phương Nam là đất nước Việt Nam. Mình nói gần hơn cái nói thật luôn là nước cấm. Như vậy thì hôm nay nó xác thực rồi, cái cơ trời đã định rồi. Hôm nay mình ở đây để mình tìm hiểu đi tu thôi nha đệ, chứ thật sự là vậy. Dạ, xin hỏi câu cuối Huynh Hoàng luôn. Nếu mà Huynh Hoàng cơ nói cơ trợ định, nếu mà chúng sanh mình tu hết đi, chiến tranh còn xảy ra Huynh Hoàng? Nếu nói về tu hết thì đâu còn chiến tranh. Nhưng mà có một cái thầy nói chiến tranh tàn khốc do nơi loài người tàn bạo gây nên.
Thành thử cái người loài người tàn bạo này nó mới gây ra chiến tranh. Nếu mà tất cả chúng sanh trong cái đời này mà tu hết thì đâu còn gì nữa để nói. Vì vậy mà hôm nay để nói câu nói này, Tư Hoàng huynh cũng xin chia sẻ thiệt đây lời của thầy. Thầy đã khẳng định rồi, chiến tranh tàn khốc do nơi loài người tàn bạo gây nên. Còn mình tu hết rồi thì đâu còn gì nữa để nói, đâu có chiến tranh. Mà có một cái mà không tu, nói à, đại ơi, đời đạo bi quan ly hiệp, cái duyên nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp mới tu được, còn người không có duyên cũng khó tu lắm đấy. Giả lại bây giờ thế giới bây giờ nó đang tranh giành, nó đang có nghĩa là giành giật với nhau, thành thử ra cái dạng mà nó giành giật, nó tranh với nhau, nó hơn thua cao thấp, nó không có tu đâu, nó mới xảy ra chuyện này. Phật mới nói là đệ tam thế chiến, chứ còn nếu có rồi thì nó để làm gì. Ý lão là Đức Thầy, ý của Đức Thầy chỉ vào cái lu máy vú đó. Máy vú kia ý lão rõ ràng, tâm chưa lành thì uống ba thang. Thì quý vị biết rằng là tâm chưa lành đó, thì Đức Thầy có dạy chỉ cho chúng ta bài thuốc đó là ba thang của Đức Thầy, bài thuốc ba vị của Đức Thầy đó. Đó là quý vị lợi đó, lợi lu máy vú mà múc nước đó về mà nấu cái bài thuốc ba thang của Đức Thầy. Bài thuốc ba bài của Đức Thầy đó. Đó, bài thuốc ba bài của Đức Thầy. Nó thành thử ra Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là tâm chưa lành thì uống ba thang, khẩu chưa định thì mang xuất miệng. Cái khẩu chưa định thì mang xuất miệng là dĩ nhiên cái khẩu của chúng ta mà chúng ta là nói chưa có định đó, chưa có định tránh được đó, hay hoặc là lời nói chúng ta bừa bãi đó, hay hoặc là lời nói chúng ta nó không đúng đắn đó, thì chúng ta lại đó mà lấy nước của Đức Thầy mà xuất miệng. Thành trở ra là Đức Thầy nói là khẩu chưa định thì mang xuất miệng, mặt lấm lem ý chưa định kiến, được vào đây xuất miệng rửa mài. Là mặt lấm lem là chúng ta tu mấy chục năm mà tâm trí chúng ta còn tối, chúng ta chưa có sáng được, chưa có định kiến được, chưa kiến là sáng đó, chưa có định kiến được, thì nên trở về tổ đình mà múc nước để rửa mặt, để cho tâm trí chúng ta sáng trở lại, để chúng ta tu đến con đường giải thoát. Thành thử ra ông nói mặt lấm lem ý chưa định kiến, được vào đây xúc miệng rửa mài, mấy mươi người gánh cả chai chai. Quý vị biết rằng đó là nước đó đâu phải là đơn giản, chư thằng gánh vào cái gánh vô cái lu đó đó, mấy cái lu máy vú đó đó. Đó, thành thử ra là Đức Thầy cho chúng ta biết cái lu máy vú đó là cái núm vú đó, còn nguyên cái cồn mà làng Hòa Hảo, nguyên cái cồn bự đó là cũng như là cái nấm vú, cái vú bự ngoài đó, còn cái lu á là cái núm. Nó thành thử ra là Đức Thầy cho mình biết rằng là mặt lấm lem ý chưa định kiến, được vào đây xuất miệng rửa mài, mấy mươi người gánh cả trái dai, là mấy chư thằng gánh đổ vô đó, bao năm gánh ra bài chẳng thục. Đó, ra bài là Đức Thầy cho biết rằng là Đức Thầy chuyển xuống đây năm kiếp rồi, ra là năm bài rồi đó. Nhưng mà chưa thủng những cái người mà tâm trí còn mê. Thành thử ra là Đức Thầy nói bao năm gánh ra bài chẳng thủng, bệnh la liệt thật là kinh khủng nè. Bây giờ đây sắp tới quý vị biết ha, bệnh tai biến khủng khiếp luôn. Yeah. Bệnh tai biến á, bệnh la liệt đó, la hồi cái cứng họng rồi xong là liệt nằm im, nó liệt giò, liệt cẳng, liệt cả người. Thành thử ông nó bệnh la liệt thật là kinh khủng đó. Đó, bệnh phóng cao nói chúng bó vào. Tất nhiên là bệnh phóng cao là mình phóng cao ngã mạng, mình nói ta đây nè là phải hơn người ta mới được, chứ không chịu thua. Người ta nói tới mình đó là nói trúng cái tim mình rồi, cái mình đó là bó quào, là mình cự cãi với ta đó. Thành thử ông nói bệnh phóng cao nói trúng bó quào, bệnh hảo hòa chưa được nâng cao. Mình tu đi, mình gán cái hảo hòa là cái thảo thuận đó, nếu mà chúng ta được hảo hòa là nó nâng cao được là chúng ta sẽ đạt. Thành thử ông nói bệnh hảo hòa chưa được nâng cao, bệnh sôi xỉa nơi nào cũng có. Bệnh sôi xỉa là tất nhiên mình nói đâm thọc đó, bệnh sôi xỉa nơi nào cũng có. Bệnh bảo thủ chặn đường đó ngõ. Bệnh bảo thủ là tất nhiên là ai nói gì mình, cái mình là bảo thủ cái thân mình bảo thủ cho mình đúng, rồi mình chặn đường người ta, mình quánh người ta, mình đâm người ta vậy. Thử ra ông nói bệnh bảo thủ chặn đường đó ngõ, bệnh mê tâm bôi nhọ mặt mày. Đó, bệnh mê tâm là tất nhiên là cái tâm tối mà mình đó là mình cứ là nói mình là đúng không. Thành thử ông nói bệnh mê tâm bôi nhọ mặt mày, bệnh hoành hành phê phán mặn trai. Tất nhiên người ta ăn chay đó, cái dù cho nếu thí dụ từ đó giờ người ta chơi bời gì đó không biết, bữa nay người ta ăn chay cái là mấy đầu người ta nói là bữa nay bà Tám bà ăn chay đó nghe quay.
đó là tất nhiên là bệnh mê tâm đó. Mê tâm mà cái tâm mình còn mê mà mình cứ là mình cứ nói người ta hoài, thành thử ra là ông cho nó về bệnh là cho chúng ta biết rằng là bệnh hoành hành phê phán mạng trai, bệnh mê tín lại hoài cái đó. Đó, bệnh mê tín lại hoài cái đó là nó thí dụ giờ lên ở nhà không có lo cha mẹ hết trơn. Đó, bỏ cha mẹ lăn lóc cơ hoặc sớm chồm á là không có nhịn ai trơn mà lên trên núi chảnh lại chứ. Thành thử ông nó bệnh mê tín lại hoài cái đó. Rồi bệnh dẫn đoàn đi cùng khắp ngã. Nó mà mấy cái ông bị dẫn đoàn đó ha, thì đa số là tàn kinh doanh không. Đó, mà ra nếu ông nào lọt vô kinh doanh là phải khổ nghe quý vị. Thành thử ra ông nó bệnh dẫn đoàn đi cùng khắp ngã. Bệnh động hang cũng ló mặt vào. Đó, bệnh động hang là những cái gì linh thính cái dẫn người ta đi lên tới đó đó. Thành thử ông nó bệnh động hang cũng ló mặt vào. Bệnh tam bành chưa được nâng cao. Đó, bệnh tam bành là đủ thứ bệnh. Đó, rồi bệnh tư tưởng lầu đài núi cấm. Đó, bây giờ ai cũng nói là đầu đài núi cấm. Đó, bây giờ lên chảnh tàng thấy cây đá không? Thì khi nào tới chừng mà nó đụng chuyện vô chúng ta mới thấy lầu đài núi cấm. Còn bây giờ là chỉ còn là lên đó là gần cây lá không à. Đó, thành thử ra là ổng nói bệnh tư tưởng lầu đài núi cấm toàn là bệnh gơ vào dược thẩm không à. Mà xưa nay cứ ngắm tới hoài. Đó, ai cũng ngắm vào trong cái là lầu đài núi cấm. Qua thời gian tu sĩ rất dài mà chẳng biết lầu đài đâu cả. Đó, qua tôi thời gian tu sĩ rất dài là mình tu mấy chục năm mà không biết lầu đài đâu chứ. Đó, là Đức Thầy kêu chúng ta phải trở về nội tâm và lo tu đi. Sau này mới thấy được cái lầu đài. Chứ bây giờ lên chảnh tầng là thấy cây với đá không. Đó, thành thử ra ông nói qua thời gian tu sĩ rất dài mà chẳng biết lầu đài đâu cả. Dịch giả sai đâu còn chi lạ, ông một bầy sẽ gã từ đây. Vì tất nhiên là lên mạng ai cũng giải hết trơn á, nhưng mà Đức Thầy cho biết rằng là giải sai. Giải sai là ông một bầy sẽ gã hết, gã từ đây. Vì giải sai chẳng đúng ý thầy nên ông mặc đến ngày tan gã. Đó, mà thầy nói trước có chi đâu lạ, ông Năm Chèo cũng là cái giá, hả miệng to nuốt cả giặt tiền. Thì ông Năm Chèo là cái gì quý vị? Tại vì chúng ta không có hiểu. Chúng ta chờ ông Năm Chèo ở cái chân Dàm Nao đó, thì tới ngày gặp ổng rồi thì nó đã góp giáo rồi. Nó, nhưng mà Đức Thầy nói trước cho chúng ta biết rằng đó là ông Năm Chèo là tiền đó quý vị. Là giặt chắc tiền đó. Là tại vì á, nếu mà mình nói về một cái góc độ á, thì người ta cho rằng mình nói là nó không đúng, nhưng sự thật nó đúng là nó đúng theo một cái góc độ. Cũng như Đức Phật kêu á là mình một các đệ tử lại gờ con voi đó, thì gờ đúng cái dồi á, thì nói là cũng như là cái dồi hút nước á, rồi gờ đúng cái bụng thì nói cũng như là cái trống trầu á, rồi gờ á là trúng cái giò thì nói cũng như cái đồ giá gạo á, rồi gờ đúng cái đuôi thì nói là cũng như cái chỗ quét nhà. Thì bốn người này gờ thì nó mới có định hình con voi một góc thôi đó. Thành thử ra Đức Thầy nói cũng như là nói cái tiền là nó nằm về một góc, một góc là nó trước. Đức Thầy nói trước có chi đâu lạ, ông Năm Chèo cũng là cái giá đó. Hả miệng to nuốt cả giặt tiền. Là bây giờ ông Năm Chèo có phải là đang nuốt bốn biển năm châu không? Ai không xài tiền, ai cũng xài tiền chân đó. Đó, thành thử ra là nếu tiền chúng ta mà xài đúng đó thì không có lọt vô họng Năm Chèo, mà xài tiền sai thì sẽ lọt vô họng Năm Chèo. Đó, thành thử ra bây giờ là cho mình biết rằng là ông Năm Chèo cũng là cái giá, hả miệng to nuốt cả giặt tiền. Từ lâu rồi ban bệ cần chiên, sao được lên thiền thầy bác. Đó, là sao được lên thiền bác nhã được. Đó, mà ở trong ruột mà còn đi lạc nè. Ở trong ruột là mình ở đất nước Việt Nam mà mình còn chưa biết được cái nhận định là ông Năm Chèo là như thế nào. Đó, mà Đức Thầy nói cho chúng ta biết rằng là ông Năm Chèo là tiền, mà chúng ta không có nghĩ tới ông Năm Chèo là tiền. Nó thành thử ra ông nói ở trong cuộc mà còn đi lạc, mà làm sao dẫn dắt nhân sanh. Tới chừng đó 18 nước lớn nó vô đất nước Việt Nam mà nè. Tại nó hỏi cái dân đất nước Việt Nam mình vậy, chứ ông ở gần ông Phật, mà ông Phật không dạy ông tu, sao ông dạy cho tôi chứ. Là 18 nước lớn đó, sau này đất nước Việt Nam là con rồng cháu tiên là dạy 18 nước lớn đó. Thành thử ra Đức Thầy mới nói là ở trong ruột mà còn đi lạc rồi đó, làm sao dẫn dắt nhân sanh, làm sao nữa dẫn dắt người ta được. Đó, thành thử ra bây giờ bà con nên trở về nội tâm, đặc biệt là tiền là ông Năm Chèo đó. Sau này là ông Năm Chèo sẽ tới mà ông nổi sông Dầm Nao, thì tới chừng đó nó đã góp gáo của quý vị. Đó, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là âm binh đầy dãy kiêu căng, trốn đâu cho khỏi hàm gan Năm Chèo.
Bây giờ là trốn đâu, bây giờ ai cũng phải xài tiền hết trơn đó. Trốn đâu? Nếu xài tiền đúng là mới có thể trốn được. Còn xài tiền mà về danh lợi là lọt vô hổng nằm chạo chân. Đó. Thành thử ra nếu mà cái người tu đó, thì quý vị biết rằng đó, sau này á là cái người tu coi chừng tội nặng hơn cái người mà là chưa có tu nha. Tại vì Đức Thầy cho chúng ta biết á là kẻ tu dối đó, hạt nhân đưa rước, người ngang tàn lần lượt theo sau, không tin chết sạch chằng lao à, không tin té gục ngã nhào đi luôn. Là tất nhiên kẻ tu dối là nó đi trước cái người ngang tàn nữa đó. Đó, thành thử ra bà con cái người nào tu thì nên cố gắng, coi chừng tội nặng hơn cái người ta chưa tu. Đó, thì bây giờ mình phải trở về nội tâm và gắng lo tu. Đó, thì bây giờ tôi giải cái bài này cho bà con nghe. Thì cái đề này nó cũng nãy giờ nó cũng hơi dài rồi, nó cũng hết cái đề. Thì giờ bà con nên trở về nội tâm. Ai đó là tâm trí mà mình hơi tối đó quý vị, thì có đi giếng về tổ đình của chùa của Đức Thầy, thì ghé vào cái lu máy vú của Đức Thầy mà mình múc nước rửa mặt để cho tâm trí chúng ta sáng ra, Đức Thầy đổi cho chúng ta. Hay hoặc là đó là mình múc nước mình uống để cho nó trừ được các cái dịch bệnh bây giờ đây sắp tới nó diễn biến khủng khiếp đó nghe quý vị. Nó thành thử ra em cháu giải cái bài này, thì bà con có đi về chùa Thầy, về tổ đình thì nên múc nước đó để mà uống rửa mặt để cho tâm trí chúng ta sáng ra. Diễn biến đây sắp tới những cái gì nó sẽ vô các cái đại nạn quý vị, các đại nạn, để cho chúng ta gắng mà lo tu để rút trở về nội tâm. Chứ thời kỳ này thì thời kỳ nó em cháu sẽ giải ra cho bà con nghe thì nó sẽ thực tế hết. Thành thử ra là mình phải trở về nội tâm để mà mình lo tu. Thì dịch bệnh vừa rồi đó thì nó có cái đại dịch thật quý vị, nhưng mà tiếp đây sắp tới nó rất là nhiều cái đại dịch. Thì em cháu xin đọc hết đoạn văn rồi giải cho bà con nghe. Thì có đoạn Đức Thầy cho chúng ta biết là dịch bệnh diễn biến sắp xảy ra, nào là tiền tệ các nhà dở tan, đại dịch biểu tình tràn lan, làm cho các nước hoang mang lo gầu, rồi đại dịch thất nghiệp các châu, làm nền kinh tế khởi đầu suy di, hết còn đại dịch phong bì, cơm thì gạo áo kiếm thì khó ra, còn hơn đại dịch cô na, dầu thô tiền tệ thiệt là thảm thương, đại dịch đấm đá quay cuồng, hết phải hết trái hết phương làm giàu, đại dịch dân chúng kêu gào, dở nợ các nước ai nào hơn ai, dịch bệnh dịch cúm hàng ngày, dịch đói dịch khát đời nay diễn hành, ban bệ dịch bệnh đấu tranh, thị trường đại dịch cạnh tranh toàn cầu, đại dịch nói chẳng hết đâu, nói chung đại dịch toàn cầu nổi lên. Mà đây sắp tới nó rất là nhiều cái đại dịch, để cho chúng ta không có đường nào mà chúng ta lo làm giàu gì nữa hết trơn. Thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng trở về nội tâm và lo tu. Chỉ giờ chỉ còn có cách mà tu thôi quý vị. Chứ quý vị biết rằng cái năm mà là vừa rồi đó, cái năm 2020 vừa rồi, ông nói 20 diễn biến quá thảm sầu, di trùng dịch bệnh phủ năm châu, nước dưng lửa cháy cùng động đất, xác chết nhà tan ứa lệ sầu. Thì quý vị biết rằng là 20 đó, cái năm 2020 vừa rồi đó, nó diễn biến quý vị thấy khủng khiếp không? Bắt đầu nó đi tiếp tới năm 2023 đó là nó đủ chuyện hết. Thành thử ra ông nói 20 diễn biến quá thảm sầu, di trùng là cái loại di trùng đó quý vị, di trùng dịch bệnh phủ năm châu. Phủ năm châu là toàn cầu thế giới này, dịch bệnh toàn cầu thế giới chăng? Nó di trùng dịch bệnh phủ năm châu, nước dưng lửa cháy cùng động đất. Quý vị biết rằng bây giờ là bên Trung Quốc bên bển có phải là nước đang dưng không, mà lớp cháy lầu phố tùm lum hết trơn, lớp động đất mà Việt Nam mình hổm gài là bão cũng là mưa dùng bảy núi cũng ngập lụt luôn đó. Thành thử ông nói nước dưng lửa cháy cùng động đất, xác chết nhà tan ứa lệ sầu đó. Thì quý vị biết rằng là lời của Đức Phật nói trước hết. Thì bây giờ bắt đầu đây sắp tới bắt đầu nó vô toàn cầu đại dịch. Thành thử ra ông nói đại dịch diễn biến sắp xảy ra, nào là tiền tệ các nhà dở tan, đại dịch biểu tình tràn lan, làm cho các nước hoang mang lo gầu, rồi đại dịch thất nghiệp các châu, làm nền kinh tế khởi đầu suy di, hết còn đại dịch phong bì, cơm thì gạo áo kiếm thì khó ra, còn hơn đại dịch cô na, dầu thô tiền tệ thiệt là thảm thương, đại dịch đấm đá quay cuồng,
hết phải, hết trái, hết phương làm giàu. Đại dịch dân chúng kêu gào, vỡ nợ các nước, ai nào hơn ai. Dịch bệnh, dịch cúm hàng ngày, dịch đói, dịch khát, đời nay diễn hành. Ban bệ dịch bệnh đấu tranh, thị trường đại dịch cạnh tranh toàn cầu. Đại dịch nói chẳng hết đâu, nói chung đại dịch toàn cầu nổi lên. Đại dịch lừa đảo thấy lên, đại dịch cướp bóc ở trên phố thành. Đại dịch ngân hàng cũng tiêu, đại dịch phong phận cũng nhiều rủi ro. Đại dịch thủy bộ nằm co, nói cho ai biết co giò chạy mau. Người đạo người thế vậy thì, chuyên tâm trao sữa dích tì cho mau. Nếu không sẽ bị mưa gào, còn nhiều thứ khác ai nào hiểu ra. Đó là bảo tố phong ba, thiền từ rước khách của bà Quan Âm. Xưa nay người đạo hiểu lầm, chẳng hiểu ý nghĩa quanh năm chờ thiền. Bây giờ thì được cứu duyên, lên thiền tách bến phận phiền tiêu tan. Dứt lời chúc hết đôi đàn, lên thiền bát nhã bình an thuận hòa. Thì cái bài này em cháu xin giải cho quý bà con nghe. Nó sẽ diễn biến rất là nhiều cái đại dịch. Thì quý vị biết rằng đó là Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là dịch bệnh diễn biến sắp xảy ra đó. Nào là tiền tệ, tiền tệ là tiền nước ngoài đó. Tiền nước ngoài mà nếu cái người mà đổi tiền nước ngoài đó, là giữ chữ chờ đô đồ lên giá đó, thì nó bế tắc rồi một cái nhảy dựng liền. Thành thử ra ông nói nào là tiền tệ các nhà dở tan, là các cái nhà doanh nghiệp mà để dự trữ đó, để chờ đô đồ lên đó, các nhà dở tan. Người đại dịch biểu tình tràn lan đó. Bây giờ quý vị biết rằng là đại dịch biểu tình tràn lan là các nước ở chân bắt trên mạng coi coi. Tất nhiên là các cái thủ tướng mà làm là ép dân quá rồi, bắt đầu dân nó biểu tình đó, mà biểu tình khắp mọi nơi chân đó. Thành thử ra bây giờ bên Trung Quốc có thể là bắt mạng coi coi. Mấy ổng là kêu là ông là Tập Cận Bình là từ chức đi đó. Bây giờ nó đang kéo biểu tình bắt mạng, tôi thấy nhóc hết trơn á. Thành thử ra ông nói là đại dịch biểu tình tràn lan, làm cho các nước hoang mang lo gầu. Nó nói thí dụ bây giờ như bên Úc bảnh là đang chích toxin bên bảnh, mà là dân người ta không chịu chích. Chích chết quá chết, người ta không chịu chích. Thành thử ra người ta biểu tình đó, người ta biểu tình nó, thành thử ra ông nói là đại dịch biểu tình tràn lan, làm cho các nước hoang mang lo gầu. Là người ta lo gầu không biết chích ba cái toxin này vô coi nó có sao không. Nó thành thử ra người ta sợ, người ta hoang mang lo gầu đó. Rồi đại dịch thất nghiệp các châu. Nó cái thất nghiệp quý vị biết rằng là bây giờ mình không có nói nước ngoài, mà đất nước Việt Nam mình bây giờ là đang thất nghiệp rồi. Nó Bình Dương, Sài Gòn bây giờ rút về muốn hết rồi đó. Nó mà bây giờ có quen mấy người ở nước ngoài, người ta cũng đang làm ăn không được. Thành thử ra tôi thấy bước qua cái năm nay đó, là cái dân á, mà ở nước ngoài mà ta gửi tiền về làm từ thiện đó, là cứu dân đất nước mình, cái dân nghèo đó, thì hầu như là tôi thấy nó hạn chế rồi. Nó không còn được bao nhiêu. Năm ngoái tôi còn cho được đó là một năm cũng được là 4 năm đợt quà, mà bây giờ năm bước qua năm nay là chưa có đợt nào chứ. Chưa thấy đợt nào chứ. Là tại vì bản người ta làm ăn không được nữa, rồi là tiện đâu gửi về đây để làm phước. Thành thử ông nói là đại dịch thất nghiệp các châu, làm nền kinh tế khởi đầu suy di. Bây giờ nó đang suy từ năm Canh Tý tới bây giờ, nó đã đang suy, làm nền kinh tế khởi đầu suy di hết. Còn đại dịch phong bì, phong bì là nếu thí dụ giờ là mình nghèo cái mình thấy người ta giàu cái mình phân bì, mình nói sao người đó bà đó bà giàu quá, mình nghèo quá nó. Nhưng mà bây giờ tới đụng chuyện vô rồi, giặc giả chiến tranh rồi, chạy thác chết một người một bộ đồ, một người một bộ đồ à. Mà là ông ba không cho biết là thấy việc ca khóc người buồn, bây giờ mới biết ở chuồng là đây, bấy lâu chê Phật không hay, bây giờ mới biết mắc thay hồi này đó. Mà cho biết rằng bây giờ mình gắng lo tu trước đó. Chứ có đoạn khác thì ông cho chúng ta biết rằng là bài châu con trắng con đen, mọi người cười nói ít khen châu cò đó. Bài châu chẳng lộn con bò, thật thà khó chịu lằn dò ăn riêng, chánh xưng trời Phật thánh tiên, nước dưng nhảy bực bình yên con trời. Năm nay sắp đến thấy đời, giữ lành lành giữ mặt là chê khen, chè kia lý nọ đèo bồng giảng sanh, phụ tử không lòng lo âu, ra đường kéo nước nhờ châu, bắt cầu chuột lội mà đâu ngồi gịch. Thì quý vị biết rằng đó là bây giờ mình phải lo tu trước, tới chừng đó chạy coi chừng không còn cái quần nữa nghe quý vị, không quần luôn đó. Tại vì ông nói thấy việc cả khóc người buồn, bây giờ mới biết ở chuồng là đây nè, dùng mà nó gượt mà chạy rồi, lúc đó quần áo đâu bằng, chạy gách quần gách áo hết trơn rồi ở chuồng chứ sao. Nó thành thử ra là mình phải ra gán mà lo tu trước, tu trước rồi Đức Phật mới bóc chúng ta lên được đó. Thành thử ra là ổng nói bài châu con trắng con đen rồi đó. Bây giờ nó lộn Campuchia với Trung Quốc, nó lộn rồi đó. Con châu trắng châu đen trống rồi đó.
đó, bài trâu con trắng con đen đó, mọi người cười nói ít khen trâu cò, mà có ai khen á là Trung Quốc đâu đó. Rồi bài trâu chẳng lộn con bò, thật thà khó chịu lằn dọn gì. Bây giờ bắt đầu nó là đánh kinh tế thằng Campuchia là coi chừng, bây giờ là nó nắm nang riêng mình ai nói đó, lằn dọn riêng đó. Thì Đức Thầy cho biết là chánh xưng trời Phật thánh tiên, nước dân nhảy bực bình yên con trời, là nước dân nhảy bực là nó lo nó đi chiếm người ta, tới chừng cái đập Tam Hiệp mà là coi chừng hạt nhân nó buông vô cái nó bể cái là nước nó dân lên nhảy bực bình yên con trời, là cái người tu mới còn được. Rồi nó năm nay sắp đến thấy đời đó. Bây giờ thấy chân đó, bây giờ là nó làm gì mình cũng thấy chân đó. Năm nay sắp đến thấy đời, giữ lành, lành giữ, mặc là chê khen. Thì bây giờ là cái người lành là Đức Phật mới giữ thôi, chứ cái người gian ác là Đức Thầy không giữ đó. Thành thử ra giữ lành, lành giữ, mặc là chê khen. Chè kia lý nọ đào bông, lý nọ đào bông là cái đất nước mình sống được rồi, không chịu đâu. Muốn cho người ta qua hợp tác, đặng cho có tiền nhiều. Thành thử ông nói chè kia lý nọ đào bông, giảng sanh phụ tử không lòng lo. Phụ là cha, tử là con, chết sạch hết nè. Giảng sanh phụ tử không lòng lo, ra đường kéo nước nhờ châu. Nó ra đường kéo nước nhờ châu là nó kéo nước ngoài vô, nhờ châu là nhờ Campuchia, châu đen qua đó. Ra đường kéo nước nhờ châu đó, bắt cầu chuột lỗi, mèo đâu ngồi gịnh. Thì bắt cầu cho chuột lỗi qua sát ganh với mình nè. Mèo đâu ngồi gịnh là bây giờ bên mình đó là tập chặn lên trên ranh giới ngồi cũng như ca canh cũng như mèo đó. Qua như chuột lỗi qua là lẫm hết á. Thành thử ra nó bắt cầu chuột lợi màu đâu ngồi gần đó. Thành thử ra bây giờ cái gì bà con cũng thấy trước mắt hết trơn. Mà nó qua là qua hai thời kỳ rồi. Thời kỳ đầu tiên là nó qua nó gặp ông cố kề dao vô cần cổ đó. Bây giờ ai đi lên núi cấm gặp là qua cái vồ, gần tới là chùa Phật lớn có bên tay phải đó, có cái vồ ông bớm ông vôi đó, là ngày xưa hai nhà lãnh đạo của Campuchia đó. Là ngày xưa qua thời kỳ đầu tiên là qua gặp ông cố kề dao vô cần cổ, bắt buộc phải về núi cấm tu. Còn nếu không về núi cấm tu thì hai ông này bị chặt đầu hết. Thành thử ra là hai ông này nghe lời thêm cố về trên cái là lên cái vồ ông bớm ông vôi đó, thì hai ông tu đắc đạo tại đó. Là một thời kỳ. Tới thời kỳ thứ hai là nó qua một lần nữa, Campuchia Trung Quốc hợp tác qua một lần nữa là gặp được Bác Hồ. Thì có đoạn ông ba ông cho chúng ta biết rằng là miên tặng hai nước mưu đồ, tóm thâu Nam Việt bị Hồ phá tan, là bị Bác Hồ phá tan đó. Đó, bị Hồ phá tan, nhưng vậy còn hở chưa an, bị lòi hung bạo ngổ ngang dãy đầy, dỗi chi lũ mũi một bầy, bị làng khối tóc mũi bầy phải tan. Đó là tất nhiên là bây giờ cho biết rằng như vậy còn hở chưa an là nó sẽ qua một thời kỳ thứ ba nữa quý vị. Mà thời kỳ thứ ba thì chỉ có bàn tay Đức Thầy chúng ta. Nó là qua hai thời kỳ rồi. Đó, bây giờ bắt đầu tới thời kỳ thứ ba. Nó thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng trở về nội tâm và lo tu. Chỉ có các cách tu thôi đó. Còn mà mình khá giả giàu có thì quý vị biết rằng đó, mình làm phước thì nó nhanh hơn. Là tại vì phước huệ song tu, mình vừa niệm Phật vừa làm phước thì mình đặng hai bề. Còn người ta nghèo á thì ta không có tiền, ta chỉ có tu huệ thôi quý vị. Tu huệ chứ không có tu phước. Tu huệ là ta chỉ được niệm Phật cúng lại. Còn mình tu phước nữa thì cộng nữa vô cái được cái tu phước, thì tất nhiên là cái người giàu ta tu sẽ nhanh hơn, người ta mau có phước hơn. Nó thành thử ra bây giờ mình để cho nhiều tiền của góp cuộc là cũng bỏ hết, đụng chuyện vô bỏ hết. Nó thành thử ra là Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là đại dịch toàn cầu thì nó sẽ tới hết tất cả những gì. Nó thành thử ra là ông cho chúng ta biết đó, là đại dịch phong phận cũng nhiều của go. Nó bây giờ mình quý vị biết rằng là bão lục nè, động đất nè, nó sụp toàn cầu thế giới này, nó sẽ đi tới, nó sẽ dài dài diễn biến hoài hoài tới. Nó thành thử ra bây giờ mình phải nên trở về nội tâm và lo tu trước đó. Cho chúng ta biết rằng là đại dịch đó là phong phận, là đại dịch là mình là năm vừa mấy năm vừa rồi nó là đại dịch corona thôi, nó có một cái đại dịch thôi đó. Mà ông cho biết là đại dịch diễn biến sắp xảy ra, nào là tiền tệ các nhà dở tan, đại dịch biểu tình tràn lan làm cho các nước hoang mang lo gầu, rồi đại dịch thất nghiệp các châu. Quý vị biết rằng có phải là bây giờ thất nghiệp toàn cầu thế giới này luôn. Đại dịch thất nghiệp các châu làm nền kinh tế khởi đầu suy di rồi đó. Nó suy rồi đó. Nó suy đây sắp tới bắt đầu nó siết chặt luôn. Mà nó suy bây giờ kinh tế, bây giờ quý vị biết rằng gạo lúa bây giờ đang tăng giá nữa. Tăng giá mà mình suy mà mình làm ăn không được là đói nha quý vị. Đó, bây giờ gạo bây giờ nó tăng lên 10 mấy, 15, 16 ngàn một ký rồi đó.
Thành thử ra ông nó làm nền kinh tế khởi đầu suy di. Hết còn đại dịch phong bì, cơm thì gạo áo, kiếm thì khó ra. Bây giờ mình muốn làm mà kiếm tiền là khó đó nghe. Cơm thì gạo áo, kiếm thì khó ra. Còn hơn đại dịch corona. Đại dịch corona vừa rồi nó có đại dịch một hả? Nó mà bây giờ là nó diễn biến gấp trăm ngàn cái đại dịch. Nó còn hơn đại dịch corona, dầu thô, tiền tệ thiệt là thảm thương. Là quý vị biết rằng nó là dầu hết nha quý vị. Thế giới chiến tranh là dầu hết ạ. Đó, dầu bế tắc là chúng ta không xe ngưng hoạt động á. Mà ông ba ông cho biết là trời ơi sao ó biến bay, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng. Súng kia biến nổ không chừng, chư bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Là xe dầu không còn chạy, không còn xăng khổ nữa là chúng ta xe bắt đầu đậu nha quý vị. Thành thử ông nói dầu thô, tiền tệ thiệt là thảm thương. Tiền tệ là tiền nước ngoài không còn nhập về được nữa. Nếu mà dự trữ là bế tắc luôn, không đổi tiền được nữa. Thành thử ông nói dầu thô, tiền tệ thiệt là thảm thương. Người đại dịch đấm đá quay cuồng, hết phải, hết trái, hết phương làm giàu. Bây giờ là quý vị biết rằng khởi động chiến tranh là đâu còn phải trái gì nữa. Ông nào mạnh là bường tới hoài chứ không có nói phải trái nữa. Thành thử ra là ông cho chúng ta biết rằng hết phải, hết trái, hết phương làm giàu. Bây giờ chúng ta làm ăn á, thì bây giờ trở về nội tâm, dáng mà lo tu. Chứ bây giờ cái người mà tu đó thì ở trên người ta mở. Người ta mở cho mình làm được có chút đỉnh để sống nha. Còn mà là chúng ta mà trượt theo đời đó là bế tắc hết. Bế tắc hết. Thì chúng ta đi chạy thì theo mấy ông thầy, ông bà đó ha, là chúng ta khổ nữa. Và bây giờ đó quý vị biết ăn đó ha, bế tắc những có khi người ta đang làm ăn lớn tự nhiên cúp nha, không làm được. Đó, thành tử ra ông nói là cho chúng ta biết là không có còn làm giàu được nữa đâu. Đó, dầu thô tiền tệ thiệt là thảm thương, đại dịch đấm đá quay cuồng, hết phải, hết trái, hết phương làm giàu, không còn làm giàu được. Người đại dịch dân chúng kêu gào, dở nợ các nước, ai nào hơn ai. Nước nào nó cũng bể nợ hết trơn, chứ không phải riêng về đất nước nào. Thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng và lo tu trước, chứ để tới chừng đó không còn kịp. Đó, để dở nợ các nước ai nào hơn ai. Dịch bệnh, dịch cúm hàng ngày nè. Bây giờ nói, mình nói bây giờ hàng ngày đây nè, dịch bệnh, dịch cúm hàng ngày nè. Đó, là dịch bệnh là tất nhiên là cho mình biết đó. Là bây giờ tự nhiên vậy nó đang ngã ngang cái nó bị tai biến, nó liệt. Là bị kêu cũng như là con dịch mà mình nhốt trong chuồng tự nhiên nó đi không được, là nó cúm, nó ngã ngang chết à. Thành thử ông nó dịch bệnh, dịch cúm hàng ngày, dịch đói, dịch khát, đời nay diễn hành. Nó bây giờ đang bắt đầu diễn biến tới mà gạo lúa mà nó lên giá là bắt đầu đổi nha, đói khát rồi đó. Dịch bệnh, dịch đói, dịch khát, đời nay diễn hành. Rồi ban bể dịch bệnh đấu tranh, thị trường đại dịch, cạnh tranh toàn cầu. Đó, bây giờ cạnh tranh toàn cầu là tất nhiên ông nào cũng là đánh với nhau, bắt đầu cạnh tranh nè, giành nè. Đó, cạnh tranh toàn cầu. Rồi đại dịch nói chẳng hết đâu. Đức Phật nói mà còn không hết nữa đó quý vị. Rồi làm sao chúng ta cải hết. Đó, đại dịch nói chẳng hết đâu. Nói chung đại dịch toàn cầu nổi lên. Là toàn cầu này sẽ nổi lên các cái đại dịch. Rồi đại dịch lừa đảo thấy lệnh. Quý vị biết rằng là lừa đảo là bây giờ là bắt trên mạng coi coi đầy hết trơn. Mà đi tới đâu bây giờ quay qua với lại là bị lừa đảo. Mà ông nói đại dịch lừa đảo thấy lệnh. Bắt đầu đây sắp tới nó thất nghiệp, nó đầu trở về thôn quê. Bắt đầu nó lừa đảo, nó cướp bóc cho quý vị coi. Đó, ông nói là đại dịch lừa đảo thấy lệnh. Đại dịch cướp bóc ở trên phố thành. Bây giờ mấy cái lễ lớn lớn mà chỗ đông là lại nó đè nó giật không đó. Là cướp bóc đó. Đại dịch cướp bóc ở trên phố thành. Rồi ban bệ dịch bệnh đấu tranh, thị trường đại dịch cạnh tranh toàn cầu. Rồi đại dịch nói chẳng hết đâu. Đó, nói chung đại dịch toàn cầu nổi lên đó chân. Quý vị biết rằng là tất cả những gì là nó vô đại dịch hết. Mà ông cho chúng ta biết rằng là đại dịch xí nghiệp đó nha. Đặc biệt là cái đại dịch xí nghiệp. Xí nghiệp là cái nhà doanh nghiệp mà là nước ngoài nó vô đây nó hợp tác. Mà nó cắt lên các cái công ty đó. Thờ màng không trả tiền cho công nhân đó. Thành thử ông nói đại dịch xí nghiệp các anh trốn nhiều. Nó bỏ nó chạy luôn đó. Là không có tiền nó trả. Rồi chúng ta phải khổ theo. Màng có khi là 1-2 tháng, 2-3 tháng nó không trả tiền. Rồi tiền ở đâu sống. Thành thử ông nói đại dịch xí nghiệp các anh trốn nhiều. Rồi đại dịch ngân hàng cũng tiêu. Bây giờ có tiền mà gửi vô ngân hàng đó quý vị. Không rút ra đó ha. Thì coi chừng. Đụng vô đại dịch nó bế tắc rồi không rút được. Cũng như năm sủ vừa rồi đó là nằm im một chỗ rồi đi rút tiền ở đâu được. Thành thử ra là Đức Thầy cho mình biết là đại dịch ngân hàng cũng tiêu.
đại dịch phong phận cũng nhiều của go. Nó nhiều của go là nó nhiều cái tai nạn nó tới. Đại dịch thủy bộ nằm co. Đại dịch thủy bộ nằm co là dưới sông không còn ghe xuồng chạy kêu quý vị. Hết dầu, hết xăng rồi lấy đâu chạy. À, rồi là trên bờ xe cũng không còn chạy luôn. Đại dịch thủy bộ nằm co. Nó cho ai biết co giò chạy mau. À, co giò chạy mau là ai tỉnh ngộ được lo tu trước đó, co giò chạy mau. Người đạo, người thế vậy thì chuyên tâm trao sửa giúp đề cho mau. Là ông nói cái người đạo phải nên cố gắng trở về nội tâm và lo tu. Còn cái người thế mà cái người chưa tu đó thì cũng nên trở về nội tâm và lo tu. Nó thành thử ông nói người đạo, người thế vậy thì chuyên tâm trao sửa giúp đề cho mau. Đó, giúp cái thầy sau này Đức Thầy lọc lại sau, lọc lại giúp đề cũng chê đó. Những cái chuyện gì chúng ta làm lỗi và chúng ta nên sám hối, chúng ta nên cải sửa. Thành thử ra là ông nói là chuyên tâm trao sửa giúp đề cho mau, nếu không sẽ bị mưa gào. Mưa gào là quý vị biết rằng là mưa Á, mưa Âu đó, bùng sống dậy đó. Là tất nhiên là mưa đá Á, mưa Âu là mưa bơm đạn đó quý vị, bơm đạn nó sẽ dội tới đó. Thành thử ra là ông nói nếu không sẽ bị mưa gào, còn nhiều thứ khác ai nào hiểu ra. Nó có ai hiểu trước đâu mà Đức Thầy đã chuyên chi trước hết trơn rồi mà mình không chịu nghe. Nó có ai hiểu ra, đó là bão tố phong ba, thiền từ rước khách của bà Quan Âm. Quý vị biết rằng bây giờ đó là mấy là hổm gài cả tuần nay quý vị biết rằng là bão tố trở về đất nước Việt Nam mình muốn lục ở đó dùng bảy núi hết trơn đó, thấy không? Nó mà nhà cửa bây giờ tóc nóc tùm lum hết trơn luôn. Có cái là nó đẩy liên nguyên tiếp 3-4 cái một lượt. Bây giờ dân chúng người ta đang khổ nữa. Mà có người ta nói từ nào tới bây giờ đời ông cha tới giờ chưa có cái vùng bảy núi mà ngập lụt, mà bây giờ trở lại ngập lụt. Nó thành thử ra ông nói đó là bảo tố phong ba, thiền từ rước khách của bà Quan Âm. Gán tu đi, Quan Âm Bồ Tát sẽ đem thiền bát nhã về rước chúng ta. Nó thiền từ rước khách của bà Quan Âm. Xưa nay người đạo hiểu lầm, chẳng hiểu ý nghĩa quanh năm chờ thiền. Chức nhiên mình tu không chịu tu mà cứ lo chờ thiền bát nhã hoài, chờ thiền hoài. Đó, mình cứ hiểu lầm, rồi mình chờ hoài tới đà cha là ông cố chúng ta chết hoài mà có rước được cái ai đâu. Thành thử ra ông nói người đạo người thế vậy thì chuyên tâm trao sửa giúp tiền cho mau. Đó, giúp tiền cho mau là tất nhiên mình sửa rồi xong, tới chừng đó mình mới đi lên được chiếc thiền của Quan Âm. Nó thành thử ra là thiền từ rước khách của bà Quan Âm. Xưa nay người đạo hiểu lầm, chẳng hiểu ý nghĩa quanh năm chờ thiền. Bây giờ thì được hữu duyên là bây giờ những cái kinh sách hoặc là những cái chuyện đạo đức người ta đã nói đầy trên mạng cho chúng ta để mà lo tu. Đó, mà bây giờ là mình được hiểu hữu duyên là tất nhiên mình được nghe được đó. Đó, lên thiền tách bến là mình bỏ qua chuyện đời, mình qua cái chuyện lo tu hành là tách bến rồi đó. Lên thiền tách bến, phận phiền tiêu tan, là phận phiền là tất nhiên phiền não trong đầu chúng ta bỏ hết đi, buông xuống hết đi, lúc là chúng ta trở về nội tâm và lo tu. Nó phận phiền tiêu tan, dứt lời chúc hết đôi đàn, là cái bài này là hết bài nghe quý vị. Dứt lời chúc hết đôi đàn, lên thiền bát nhã bình an thuận hòa. Đó là bình an, mình phải thuận hòa, sống làm sao phải thuận hòa. Đó, thành thử ra bây giờ em cháu thì dốt nát, không có chữ nghĩa có gành. Thành thử ra lên đây thì cũng nói cái lời văn của Đức Phật, Đức Thầy để cho bà con gắng mà nghe lo tu. Chứ sự thật có nhiều người cũng lên làm quan mang dân chúng khắp mọi nơi chứ. Đó, khắp mọi nơi. Thành thử ra em cháu nói cái này bà con nên là xét cho kỹ, có cái đoạn Đức Thầy mới nói. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn thất tỉnh cũng không muộn màng. Nay chúng chặt tràn lan trên mạng, thì con người có gán vào đâu. Làm cho dân chúng thêm gầu, làm sao tu được như châu dở chuồng. Đó chẳng phải thương dân chúng mà làm cho lúng túng khắp miền. Thật ra thông thạo hơi điên, bệnh này rất nặng uống liền ba thang. À, thì quý vị biết rằng hồi nãy tôi có giải cái bài kia là nó là nằm cái dạng trong cái chỗ mà uống ba thang là trở về lưu mái vú đó. Đó, thành thử ra nó bệnh này rất nặng uống liền ba thang. Lưu mái vú thầy đang chờ đợi đó, chờ người có bệnh đến uống vào, tắm gội đầu cho hết đau thì mới được đi vào chiều nổi nha quý vị. Thành thử ra bây giờ là chúng chặt tràn lan trên mạng chứ, đầy hết chân luôn. Nhưng mà tự mình coi rồi tự mình kiểm lại, coi người nào nói đúng thì mình nghe, còn người nào nói không đúng thì mình bỏ ngoài tai, đừng để trong đầu. Nó là vậy. Chứ bây giờ là một người hiểu một cái góc độ khác nhau. Nó thành thử ra là thầy cho mình biết là chim khôn thì uống nước trong,
người khôn thất tỉnh cũng không muộn màng. Nay chúng chặt là chúng cho biết là lên mạng thì có người chúng và cũng có người chặt. Đó, nay chúng chặt tràn lan trên mạng thì con người có gán vào đâu. Đó, làm cho dân chúng thêm gầu. Đó, có ông thì nói là sát sát không là đỡ ra là dân chúng người ta gầu. Đó, làm cho dân chúng thêm gầu. Làm sao tu được. Như châu giở chuồng, có người ta đòi bán đất chiến này là nghỉ luôn hả, nghỉ là mặn ăn gì chân. Đó, thành thử ra làm cho người ta gầu. Đó, cho người ta hoang mang. Đó, làm sao tu được như châu giở chuồng. Đó chẳng phải thương dân chúng. Đó mình không có thương cái tình là đồng nhân loại với nhau. Đó chẳng phải thương dân chúng mà làm cho lúng túng khắp miền chân. Đó, lúng túng có người ta chưa có tu, người ta nghe được cái ta sợ. Đó, làm cho lúng túng khắp miền. Thật ra thông thạo hơi điên. Tất nhiên là Đức Thầy cho mình biết là mình thông thạo hơi mình điên. Bệnh này rất nặng đó, uống liền 3 thang. Đó, thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng trở về nội tâm và gắng lo tu quý vị. Thời gian vẫn còn để cho chúng ta tu kịp. Đó, chứ không phải là nó đi tới gấp gáo liền bây giờ mà bà con là sợ mà không tu không kịp. Nếu tu nhất kiếp nhọn nhất thời, Đức Thầy nói tu hành có chỗ nhất tâm, cũng như đắc đạo mà cầm trong tay. Tu lâu chẳng kiến Phật đài, tu ngoài một cửa miệng cho hai tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn vào cả dạng tiền công tiền lời. Mới vừa niệm Phật ban mơ, xế chiều lại muốn được ngồi tòa sen. Ở trần tu gió đã quen, đi vào cửa Phật cũng bàn gió luôn. Thấy đời tu gió tim buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Thì quý vị biết rằng là mình tu hành nhất tâm là đắc đạo. Dù cho một ngày bây giờ cũng đắc đạo. Tại vì Đức Thầy tu có ngày một đắc đạo à. Đêm năm canh, ngày sáu khắc à. Đức Thầy nói cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động tình bác ái gây ơn giải triền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thi cơ. Thì bây giờ mình tu một ngày cũng đắc đạo đúng quý vị. Đó, chứ đừng có lo sợ gì chứ. Thì em cháu xin nói clip này đến đây. Thì bà con nên đây sẽ tới, vừa bà con sẽ dòm cái cảnh là biến sắp toàn cầu thế giới này rất là nhiều cái chỗ đại dịch. Đó, thì mình nên trở về nội tâm và là tu. Thì nếu chúng ta tu thì yên ổn nghe quý vị. Không có sao hết, cái người tu nếu có đầy đủ đức độ là không có gì hết. Thì ước mong bà con nghe cái clip này thì nên trở về nội tâm và tu để mà chúng ta tiến đến con đường giải thoát. Tôi biết rằng đây tới tháng 10 đó, thì cái này thì là theo cái cơ, thì tôi cũng không dám nói tháng 10 này. Tôi chỉ nói tháng 10 thôi, bà con nghe tự mình cảm nhận và tự mình lo trở về nội tâm và lo tu. Chứ tôi thì tôi không dám quyết định tháng 10 năm nay nha. Đó, thì hồi nãy tôi có giải là một cái đoạn là 5 tháng hẹp đó. Thì cái tháng này là đây tới Tết là còn có 5 tháng. Nhưng mà ông nói 5 tháng hẹp chờ giờ đến Tết đó. Cặn giao thừa nổ lết nổ la, sát tung pháo tung bay, sát giải mua nhà, nhìn trời nọ thật là u tối. Thì bây giờ quý vị biết rằng là cái cảnh trời đó là quý vị biết rằng hổm gài đó là mưa bão lụt khắp mọi nơi chân. Nó mà diễn biến bắt đầu nó sẽ dài dài tới. Nó mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Là tháng mà hợi là tháng 10. Nó nhưng mà mình cũng không quyết định là tháng 10 năm nay nha. Bà con nên trở về nội tâm và lo tu. Cái nó có nó qua cái quyết định là tôi không dám quyết định. Nó thành thử ra mình nói thì chỉ nói để cho bà con nghe. Nếu thí dụ giờ tháng 10 nó có tới thì mình bây giờ mình còn tháng 6 mình cũng còn tu được 4 tháng nữa. Đó, 4 tháng nữa thì thời gian mình tu 4 tháng mà nếu mình tu nhất tâm thì mình có thể là đạt cảnh giới. Mình được là giảm bớt phần nào nhẹ tội. Thành thử ra bây giờ mình phải nên trở về nội tâm và lo tu. Chứ đây sắp tới là tôi thấy nó khủng khiếp. Nó khủng khiếp rất là nhiều cái chuyện. Đó, nó diễn biến khắp mọi nơi hết trơn luôn. Mà nhất là bão tố phong ba nghe quý vị. Bão phố tông ba đó là nếu chịu rồi đó thì toàn cầu thế giới này bắt đầu sụp à. Sụp à. Là Sài Gòn đó là quý vị biết rằng là sau này nó sẽ sụp tất cả hết tất cả. Mà bây giờ mình không lo tu trước. Tới chừng đó mình đâu có vô trong phạm vi 4 dinh quang thể được. Mà Đức Thầy cho mình biết là kẻ hung dữ đó. Đó là cái người hung dữ đó thì ông nói là mình không thể nào vô trong phạm vi 4 dinh quang thể được. Là tại vì ông nói là kẻ gian ác bị gom 3 thước, người tu hành 4 thước có dư. Là tất nhiên cái người tu á, mình phải trở về nội tâm. Chứ để sau này mình tội nặng hơn. Tội nặng hơn cái người là không tu nữa. Thành thử ra đây là mình khuyến khích cho người có tu rồi, người chưa tu phải nên trở về nội tâm. Đó. Đặng mình gán mà lo, chứ để sau này nó không thể nào vô phạm vi 4 dinh quang thể được. Thì là Đức Thầy cho ông ba ông cho biết rằng là ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiện lương. Đó.
người, cái người hung không bao giờ đi đi tới đó được. Đó. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là nhìn tâm nhu nhược chờ dẫn đến. Cái tâm nhu nhược là cái tâm mình người ta chửi mắng mình nhịn đó. Đó, mình nhịn, mình cái là mình mới tới chừng đó mình mới qua khỏi cái cảnh khổ này. Chứ để tới chừng đó chúng ta không có thể nào vô phạm vi bốn vinh quang thể được. Đó, tới chừng đó nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dẻ trơn. Người nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy đừng nặng tay. Thời cũng tại không lo tu niệm, cứ mãi mê ngạo biến phe phang, đến nay là buổi tai nạn. Tam thiên lục bá sắp tràn hại dân. Là tam thiên lục bá là trên trời đưa xuống. Đó. Là hại dân là tất nhiên là tới ngày tận diệt rồi. Ông nói là cơ tận diệt không bao lâu nữa. Phiên chúng sanh đừng lặn lựa mốt mai. Hãy đua chen niệm Phật ăn chay. Hãy gắng ra tay làm phước. Nền lậu tránh mấy khi gặp được. Khi gặp rồi khá bước vào ngay. Nguyện xả thân tìm kiếm Phật ngài. Dù lao khổ cũng không nản chí. Thì cho biết rằng cái cơ tận diệt này nó không còn bao xa nữa. Thì mình phải nên cố gắng. Chứ bây giờ là mình cứ chạy trượt trượt theo đời, đụng chuyện vô rồi chúng ta cũng bỏ hết. Chúng ta cũng bỏ hết à. Thành thử ra mình phải nên cố gắng và lo tu. Trở về nội tâm. Chứ đây sắp tới cái cảnh trời đó. Ông nói cảnh trời chiều, gió đưa heo hát rồi đó. Làm cho thầy ruột thắt gan bào. À, mà là Đức Thầy cho biết rằng là ruột Đức Thầy thắt mà còn gan mà còn bào nữa. Quý vị biết rằng là Đức Thầy thương chúng ta như thế nào. Nó làm cho thầy ruột thắt gan bào. Nhìn cuộc đời quặn quặn lòng đau. Thương thiên hạ bốn bề sống dậy. Thương thiên hạ bốn bề sống dậy là bây giờ bất cứ khắp mọi nơi đó. Lũ lụt rồi dịch bệnh nó toàn cầu luôn rồi đó. Rồi bắt đầu là giặc giả chiến tranh. Đó, mà Đức Thầy cho mình biết đó là lắng nghe, lắng tai nghe rõ tiếng đờn. Không dây không phím mà quán hận cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, khắp trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Tuồn đời như chỉ gối cuồng nè, mà còn đeo đắm theo tuồn lẳng lơ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo giặc chắc hững hờ đằng tiên. Rồi hố sâu tình dục lợi ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hậu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán thì cửa son liên đài. Phước nhiều tiên cảnh lên gài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn đã muộn, liệu bài tính toán. Thì quý vị biết rằng đó là chúng ta phải nên cố gắng. Chứ để tới chừng đó nó khủng khiếp, không có thể nào chúng ta chống chọi nổi. Chỉ có cái cách tu niệm mới có thể thoát qua cái cảnh khổ này mà thôi. Thành thử ra bây giờ cái mặt trời thì quý vị biết rằng đó là đây sắp tới đó, càng ngày nó càng tối nha quý vị. Nó càng tối. Mà bây giờ là tôi thấy có cái kỳ lạ hổng dài nè. Mà bà con có thấy để ý không? Tôi nói rồi bà con để ý nha. Dắt chèo có khoảng 8 giờ. Quý vị dòm về cái núi Cấm đó. Nó sáng kỳ cục lắm. Làm như là cái hồ quang mà nó bủa lên. Nó nửa cái núi Cấm nó sáng gực lên trời. Rất là cao luôn. Đó. Không tin tôi đây. Bắt đầu bà con mà ở xa núi thì thôi. Còn nếu ở gần gần đó. Dắt tối khoảng 8 giờ dòm lên núi Cấm thử coi. Là cái cơ trời nó đã lộ tới. Nó đã lộ tới. Nó cũng như là cái ánh sáng nó cũng như là cho biết là sắp sửa lầu đài núi Cấm lộ ra đó. Lộ ra đó. Thành thử ra cũng như là cái ánh sáng nó cũng như mình dòm cũng như cái mặt trời mà sắp sửa hừng sáng, sắp sửa nó mọc đó. Nó có cái độ sáng bốc lên vậy nè. Nó mà mình thấy nó kỳ lạ. Thì về cái mặt tâm linh thì em cháu chỉ chị bằng cái về bên mặt tâm linh là bên cái cõi vô hình. Là nói thí dụ giờ bà con là đau mà cái kiểu như bên du di không biết đó. Nó thí dụ giờ là bị ma nhập thôi, hoặc là mình bị trong gia đình mình là bị kẹt lời giái lớn rồi mình không biết, mình đi bác sĩ khám là đủ chuyện hết trơn mà nó không có bệnh gì hết trơn đó. Rồi ở ngáp ngáp đó, hơi hoặc là chúng ta làm ăn mà không được đó, rồi chúng ta là nghĩ rằng mình bị cái này cái kia, nhưng sự thật mấy cái đó em cháu sẽ cho biết hết đó. Thôi hoặc là những cái chuyện mà là bàn thờ chúng ta chưa trang nghiêm đó, rồi cụ quyền thái tổ ông bà về dục thúc chúng ta và lo tu đó. Thôi hoặc là bà con tu từ hồi đó tới giờ mình chưa biết công đức của mình được bao nhiêu, em cháu sẽ cho biết. Thôi hoặc là mình có lộn được bao nhiêu tiền kiếp, được làm kiếp con người tu thì em cháu cho biết. Nó là về cái phần vô vi thì em cháu sẽ hỗ trợ hết tất cả. Nó mà chỉ là kết là do bạn qua bên Zalo và chụp hình bàn tay gửi qua thì em cháu chỉ coi cho. Đó là giúp đỡ cho bà con chứ không có tiền bạc gì hết. Nó là tất cả là miễn phí hết. Đó thì bây giờ em cháu cũng đang coi.
cho khắp mọi nơi hết để giúp đỡ cho bà con. Thì tại vì mình nghèo, mình không có tiền để giúp đỡ bà con, mình chỉ có gia công, mình hiểu biết chi bao nhiêu và mình giúp đỡ bao nhiêu. Thì những cái chuyện bên mặt tâm linh thì em cháu sẽ hỗ trợ hết mình đó, nhà cửa hoặc là bất cứ những chuyện gì bên mặt tâm linh bà con không có làm được thì em cháu sẽ hỗ trợ cho. Thì nói chung ra là về cái phần mà máy hát giảng á, thì mình cũng đang cho suốt, nhưng mà có mấy tháng nay là hổm gài thì nó thiếu kinh phí, không có ai ủng hộ. Rồi. Cũng có mới có bà cô, bà ở trên Bình Dương thì bà cũng bấm nguyệt, nhưng mà bà mỗi năm thì bà tiếp vô trong bên nhà sư. Rồi năm nay bà cũng nghe cái clip em cháu nói, rồi bà có ủng hộ, mới ủng hộ được 50 cái. Thì giờ cũng đang cho còn mười mấy 20 cái nữa hết rồi. Đó, thành thử ra là mình không có bà con mà làm phước cái gì cũng vậy, mình phải chọn cái làm phước, cái cách làm phước của mình, cái cách làm phước mình đúng rất là phước cao. Nói thí dụ giờ mình có cái số tiền ít nhưng mà mình biết làm phước đó thì làm phước rất là cao. Còn mình không biết á thì mình làm cái số tiền nhiều nhưng mà gấp cuộc không có phước, không phước được bao nhiêu. Là nói thí dụ giờ là một cái máy nó có 140.000 thôi, nhưng mà có thể người ta cứu hết chân của quyền tổ ông bà người ta, người ta tu hết chân cả gia đình người ta, người ta giác ngộ được nguyên gia đình người ta tu. Nói thí dụ trước nhất đi là bên nay cho máy là mình chép ra cái bài cúng của đức thầy. Trước nhất là người ta học được cái bài cúng đức thầy nè. Đúng. Đó, mà khi được hà học bài cúng đức thầy rồi đó thì người ta cúng lại là ta cứu hết trơn cái thế hệ của quyền thế tổ ông bà người ta đời trước. Tại vì đức thầy có viết ra là đức thầy viết ra cái bài bốn câu là kháng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Là cho được cái hình dốc này, học cái cơ quyền mà mình không có máy làm sao mà người ta học được. Thành thử ra người ta học được, người ta ngộ được cái bài cúng, người ta là cúng đặng người ta cứu của quyền thế tổ ông bà người ta nhiều đời nhiều kiếp. Ngày xưa đó là đức thầy cho mình biết rằng là đắc đạo mới cứu của quyền được, nhưng mà bây giờ là được cái đạo, được cái đạo là mình cứu của quyền mình đó. Bữa nay mình làm lễ quy, mình thuộc được cái bài cúng của đức thầy là mình là cúng là mình cứu của quyền mình đó. Nếu ai mà có cha có mẹ thì đứa con nào mà nó cúng lại là cha mẹ, người đó sẽ tăng thu thọ nha. Là tại vì đức thầy cho mình biết là Nam Mô Nhị Nguyện Cầu đó, cứu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, là mình cầu hết trơn cứu quyền thất tổ ông bà được là về cõi Tây Phương hết. Tới Nam Mô Tam Nguyện Cầu phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, phụ mẫu tại đường là còn sống, tăng long phước thọ là tăng tuổi thọ lên. Nếu thí dụ mình sống 50 tuổi mà con mà nó cúng lại mình sẽ tăng lên 60-70 tuổi đó. Rồi phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương là ngày 100 tuổi già là mình được về Tây Phương luôn, mình không có xa địa ngục. Nó thành thử ra mình cho cái máy là để cho người ta tu, là người ta biết cái căn bản, biết giáo lý của đức thầy đặng người ta tu. Còn nếu thí dụ và cái máy nó 140.000 mà mình mua 140.000 này, mình mua 10 kg gạo mình cho người ta, thì người ta ăn hết 10 kg gạo đó chừng đó là 10 bữa nửa tháng người ta hết rồi, người ta cũng không có tu, người ta cũng không biết cái gì, chỉ giúp đỡ cho người ta được qua cái cảnh đói đó mà thôi. Còn mình mua máy hát giảng mình cho người ta thì tất nhiên là người ta ngộ được một người đó, người có thể trong gia đình người ta ngộ hết gia đình, người ta ăn chay người ta tu luôn, ta tu hết. Nó thành thử ra mình vừa cứu thế hệ đời trên mà vừa cứu thế hệ đời dưới. Đời trên là của quyền tới tổ ông bà, còn đời dưới là con cháu người ta gót gót dài dài xuống hoài. Mà ta hiểu được rồi xong người ta là giác ngộ rồi xong người ta sửa cái bàn thờ lại cho trang nghiêm rồi người ta cúng lại. Nó thành thử ra cái bên bố thí pháp là vô lượng vô biên cái công đức. Nó thành thử ra bây giờ mình bên nay thì bà con nào mà không có biết nói đạo thì mình nên nó là có tiền chút ít mình làm phước bố thí pháp đi, phước đức nó vô lượng vô biên hơn chúng ta làm chuyện lớn. Đó là tùy theo cái nhân duyên mình biết cái cách làm. Đức thầy nói tu biết cách như đường biết đát, đường đát gành mới giữa xe lon, ai biết tu thì sớm liệu toan. Nó thành thử ra mình phải liệu cách nào mình làm, mình có ít mình làm ít, nhưng mà sự thật cái làm ít của mình phước đức vô lượng vô biên. Còn cái người không biết á, làm cái số tiền nhiều thiệt nhưng mà gấp cuộc phước nó không có được bao nhiêu. Nó thành thử ra là bà con nào mà không có là nói đạo được thôi, hoặc là muốn làm phước thì mình mua máy hát giảng cho người ta. Bà con ơi, khắp mọi nơi giờ người ta đang cần đó, mà ta đang cần mà mình không đủ cho đó. Mạnh thường quân binh em cháu thì kém lắm, ít người lắm, thành thử ra nó không có đủ cho mà dùng cho mà bao nhiêu mà nó còn bao nhiêu mà nó đủ. Nó thành thử ra nó không đủ chi phí. Nó thành thử ra là mấy tháng nay là nói chung ra là tôi xin quá rồi, không có tiền mua. Người cũng nói với người ta bây giờ chưa có đợt chứ biết nói sao vậy.